Đây cá kho chín này, ngon quá. Canh cũng chín luôn hả mày? À, xin chào các bạn. Hôm nay mình qua nhà ngoại ăn cơm với ngoại. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn món cá lóc đồng kho khô và cá lóc đồng nấu canh đu đủ ha các bạn. Xin mời các bạn cùng theo dõi video của mình. Nước bên này lớn quá hả ngoại? Đó, lớn hơn quá. Nước này mà nó tràn vô ruộng là lúa sập hết luôn á. Không có đâu. Đèn mỏng nó bơm. Nó bơm mà ấy kinh sai chứ thôi rồi. Thôi rồi. Cá lóc đó bên này mình nấu canh với kho khô hả ngoại? Làm hai món ăn. Làm hai món. Đây là những cây bông dạng thọ ngoại mua sẵn rồi nè các bạn. Mua để Tết nó chỗ. Bây giờ hiện giờ đang bấp bấp. Tết là còn 10 ngày nữa là bông sẽ chỗ đều, rất là đẹp. Nó ngoại. Ăn dữ lắm vậy. Ủa đó con thấy 10 con đó mà ngoại, giờ còn 6 hả? Trời ơi, mất nguyên bầy. Thôi mà mày cậu chín mày kiếm đã đỏ đời. Chết thôi giật được. Cuốn ngoại. Vậy là nấu nước mắm đồng để sẵn gì hả ngoài? Ừ. Nấu rồi nè, chưa không có để gì trang mà nó đỏ vậy. Thế lên cái tao nói gì tao trời, nắng hay thiệt hả? Trời. Tắm chút cái kho. Để ướp sẵn đường bột ngọt với nước mắm đó hả? Ừ. Chút cái nó thấm mà khô. Đây nước bắt tinh sẵn rồi các bạn, nấu canh bông. Canh đu đủ. Này để nước màu này nó mua nước màu người ta ấy khóm đó. Ta thắng bằng khóm ha. Vậy hả? Ừ. Nè nè. Mua một chai này đâu 25 ngàn gì nè. Tôi nói trời đất ơi, để mình thắng đường mình ăn đi mà mua chi mà nước màu này nó không ngon rồi thì cũng phải làm cho ăn cho nó hết. Cá thơm thơm. Đây cá kho chín này, ngon quá. Canh cũng chín luôn hả mày? Chín rồi, để ăn. À, nhanh quá. Hồi nãy sống sống cái giờ nấu cũng đỏ đây. Bữa nay món ăn ngon quá ngoại. Bữa nay ăn 3 chén luôn nha ngoại. Hả? Ông ngoại à. Thường bữa ăn có 1 chén, 1 chén à, bữa nay ăn 3 chén luôn mới được.
chào các bạn nha, hôm nay ăn cơm nhà ngoại. Món bữa nay là canh cá lóc với lại đu đủ, còn cá lóc kia là con khô. Rồi các bạn cùng ăn như gia đình nha. Quay chợ mới xong rồi về mà. Có quay ở bên một cái nhà lồng lớn không? Chợ mới. Chợ mới con quay với cái này nói cái này nói. Chợ. Ừ. Chợ. Chợ mới đâu thấy nhà lồng đâu mà. Nhà lồng ở bên trong. Dạ. Rồi anh ngắm bên đây. Mà kệ, đưa vô nhà lồng hay gì á. Chưa. Dạ.